Salah đá hỏng penalty, Liverpool vất vả vượt qua AC Milan. Liverpool đã có một trận đấu cực kỳ khó khăn trên sân nhà Anfield trước đại diện đến từ Syria. Bước vào trận đấu với quyết tâm giành chọn 3 điểm đầu tiên ở Champions League, Liverpool sớm thể hiện sự vượt trội ngay từ tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 9, Jacob đã có bàn thắng mở tỷ số, Salah có pha chọc khe thuận lợi để Alexander Arnold thoát xuống, sau đó hậu vệ người Anh dứt điểm chạm vào người Tomori và vô tình bóng đã đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Maigan. Chỉ 5 phút sau, Liverpool có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0, nhưng tiếc là cú đá phạt đền của Salah cũng như pha đánh đầu bồi sau đó của Jota đã không thể chiến thắng được thủ môn bên phía đội khách. Những phút sau đó, Jacob vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng bất ngờ đã liên tiếp xảy ra. Phút thứ 42, tiền đạo Rafael Leao có pha chọc khe thuận lợi cho Ante Rebic và cầu thủ người Croatia đã không bỏ lỡ cơ hội để gỡ hòa một đều cho AC Milan. Và chưa đầy 2 phút sau, đại diện của Italia đã vươn lên dẫn trước. Theo Hernandez, có pha dứt điểm đã bị Robertson ngăn cản ngay trên vạch vôi, nhưng sau đó Brahim Diaz đã có mặt kịp thời để đá bồi. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn trước 2-1 cho đội bóng huấn luyện viên Pioli. Bước sang hiệp 2, Liverpool gia tăng sức ép ngay từ những phút đầu tiên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và đến phút thứ 49, họ đã có được điều mình cần. Origi có pha chọc ke tinh tế để Salah thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng. Và hai đều cho Jacob. Liverpool sau đó vẫn tấn công như vũ bão và khi đồng hồ điểm phút thứ 69, họ đã có được bàn thắng thứ 3 từ pha phá bóng của một cầu thủ bên phía Milan sau tình huống đá phạt góc của Alexander Arnold. Đội trưởng Jordan Henderson đã có cú volley đẹp mắt đánh bại thủ môn Maigan. Những phút còn lại của trận đấu dù rất nỗ lực nhưng Milan đã không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa và đành chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2-3. Với chiến thắng này, Liverpool đã chính thức giành được vị trí nhất bảng B sau lượt trận đầu tiên, khi mà ở trận đấu còn lại thì Atletico Madrid và Porto đã cầm chân nhau với tỷ số 0 đều. De Bruyne trở lại Man City hủy diệt đối thủ trong trận cầu có 9 bàn thắng. Man City đã có khởi đầu tưng bừng ở đấu trường Champions League mùa giải 2021-2022. Bước vào trận đấu đầu tiên trong cuộc hành trình chinh phục danh hiệu Champions League 2021-2022, Man City vẫn như thường lệ họ nhập cuộc một cách đầy tự tin và chỉ mất hơn 15 phút để The Citizen chọc thủng lưới RB Leipzig. Từ tình huống đá phạt góc của Jack Grealish, trung vệ Nathan Ake bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số trận đấu. Đến phút 28, tỷ số đã là 2-0 cho đội chủ nhà. Người mới trở lại sau chấn thương là Kevin De Bruyne treo bóng cực kỳ khó chịu vào trong vòng cấm và trung vệ Michele trong một nỗ lực phá bóng đã vô tình đốt lưới nhà. Dù có bàn thắng rút ngắn biệt ở phút thứ 42 với tình huống đánh đầu hiểm hóc Nkunku, nhưng chỉ vài phút sau, Man City đã tái lập cách biệt 2 bàn trước khi bước vào giờ nghỉ khi mà Riyad Mahrez có pha đá phạt đền lạnh lùng sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ Oban. Bước sang hiệp 2, Man City vẫn tỏ ra vượt trội, tuy nhiên họ đã chủ quan và để Leipzig có bàn thắng thứ 2. Mà người lập công cho đội khách vẫn là Nkunku với thêm một pha đánh đầu chuẩn xác nữa. Nhưng cũng chỉ 5 phút sau, Jack Ellis đã chứng minh đẳng cấp với pha đi bóng từ cánh trái vào và tung ra cú cứa lòng sắc như dao cạo, khiến thủ môn Gulasi phải bó tay 4-2 cho nửa xanh thành Manchester. Những phút sau đó hai bên triển khai tấn công. Phút thứ 73, Nkunku hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp với pha dứt điểm lạnh lùng ở góc hẹp. Tuy nhiên chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Angelino đã dập tắt cơ hội có điểm của đội khách ở trong trận đấu này. Trong 15 phút cuối, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã có thêm 2 bàn thắng nữa với cú nã đại bác tầm xa của Cancelo và pha chớp thời cơ khôn ngoan của Jesus để khép lại trận đấu với chiến thắng 6-3 đầy hoành tráng. Với 3 điểm có được, Man City tạm dẫn đầu bảng A khi mà ở trận đấu cùng giờ, PSG đã bất ngờ để Club Brugge cầm hòa với tỷ số 1 đều. Tam tấu MMN vỡ mộng trong ngày ra mắt, bộ ba siêu sao Messi, Mbappe và Neymar đã không thể giúp PSG có được chiến thắng trước đội bóng chiếu dưới Club Brugge, mang đến sân Jan Bredel một đội hình toàn sao với lần kết hợp đầu tiên của tam tấu Messi, Mbappe, Neymar. PSG được dự báo sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Club Brugge. Quả thật những vị khách tới từ nước Pháp đã nhập cuộc đầy chủ động trên đất Bỉ. Ngay từ phút thứ 15, một mảnh ghép trong bộ ba MMN là Mbappe đã để lại dấu ấn. Tuyển thủ Pháp có pha đi bóng đầy tốc độ bên cánh phải, rồi có pha căng ngang thuận lợi cho Ander Herrera. Trước khoảng trống lớn, cựu tiền vệ MU thoải mái tung cú sút hiểm hóc để mở tỷ số. Hưng phấn sau bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ PSG dồn đội hình lên tấn công, nhưng đó cũng là lúc họ mắc sai lầm. Phút thứ 27, Club Brugge tổ chức phản công với bài đánh biên tương đối đơn giản. Bóng được đưa vào tầm thấp và đội trưởng Han Vanaken đã tận dụng thành công với cú sút đầy uy lực.
Bị gỡ hòa, nét Paris Saint đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn gỡ. Siêu sao Messi có pha đi bóng ấn tượng ở phút 29 để có cơ hội tung cú đặt lòng sở trường. Quỹ đạo của trái bóng đã loại bỏ hoàn toàn thủ môn đối phương nhưng sàng ngang lại từ chối bàn thắng của Epulga. Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Mauricio Pochettino tung một số con bài còn lại của ông trên băng ghế dự bị để quyết tâm giành 3 điểm. Thế nhưng tinh thần của đội chủ nhà đã lên rất cao và PSG không còn tạo ra được thế trận áp đảo như trước. Thậm chí đội khách hoàn toàn có thể bị thủng lưới thêm nếu thủ môn Keylor Navas không có ngày thi đấu xuất sắc. Tuy nhiên một điểm vẫn là một kết quả kỳ tích dành cho đội chủ sân Zambrano. Real thắng nghẹt thở Inter Milan. Đoàn quân của Carlo Ancelotti đã có chiến thắng đầy cảm xúc trước đối thủ rất mạnh là Inter Milan. Dù Real Madrid là đội bóng được đánh giá cao hơn chủ nhà Inter Milan, Carlo Ancelotti vẫn quyết định lựa chọn cách tiếp cận trận đấu tương đối thận trọng. Chính vì thế nửa xanh thì Milan là đội chơi chủ động hơn trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Đoàn quân của Simone Inzaghi triển khai bóng tương đối mạch lạc và thực hiện các bài đánh biên để tận dụng khả năng không chiến của các tiền đạo. Cơ hội là không ít dành cho Inter, tuy nhiên Dzeko và Lautaro Martinez đều không tận dụng thành công. Bước sang hiệp 2, thế trận được đẩy lên tốc độ rất cao với sự đáp trả liên tiếp từ hai đầu chiến tuyến. Phút thứ 57, Karim Benzema tạo ra cơ hội rất ngon ăn cho Lop Van Cốt. Thế nhưng cú dứt điểm trong vòng cấm của Cavaza là không thể hiểm hóc với Handanovic. Hai đội bắt đầu chơi thận trọng hơn khi đồng hồ điểm về những phút cuối cùng để tránh một trận thua. Khi nhiều người bắt đầu nghĩ về một kết quả hòa, thì sức trẻ của các cầu thủ bên phía Real đã lên tiếng. Phút thứ 89, tiền vệ Valverde có pha bấm bóng đẹp mắt cho Canaviga trong vòng cấm. Tuyển thủ Pháp quan sát nhanh và truyền bóng vào vị trí thuận lợi cho Rodrigo. Rất nhanh, chân sút người Brazil vung chân trái đưa bóng đi vào góc chết khung thành. Những phút còn lại là không đủ để thầy trò Inzaghi lật ngược tình thế. Real Madrid rời Giuseppe Meazza với thắng lợi tối thiểu. Fernandinho tiết lộ vụ Man City chưa mổ hụt Ronaldo. Tiền vệ người Brazil Fernandinho cho biết Cristiano Ronaldo từng suýt gia nhập Man City ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Pep Guardiola muốn chiêu mộ Harry Kane ở kỳ chuyển nhượng mùa qua. Tuy nhiên Man City không thể mua tuyển thủ Anh vì Tottenham nhất quyết không bán. Sau khi thất bại trong thương vụ này, Man City đã chuyển hướng sang chiêu mộ Ronaldo từ Juventus. Theo đồn thổi, Ronaldo đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Man City. Tuy nhiên sau khi Man United vào cuộc, đặc biệt được Sir Alex Ferguson gọi điện thuyết phục, CR7 đã lật kèo với The Citizen để trở lại Man United. Không còn là đồn thổi trong cuộc trò chuyện trên Premier Postcard vào ngày hôm nay, Fernandinho tiết lộ việc Man City từng tiến sát đến Ronaldo là sự thật. Thủ quân của đội chủ sân Etihad nói khi được hỏi về vụ Man City: "Tôi nghĩ chúng tôi đã có cơ hội rất tốt và rất đáng để ký hợp đồng với Ronaldo. Tôi nghĩ có một vài cuộc đàm phán đã diễn ra. Người đại diện của cậu ấy, Jorge Mendes, đã đến đây Man City để gia hạn hợp đồng cho Anderson và Ruben Dias và theo dõi các giao kèo của các thân chủ khác là Bernardo Silva và João Cancelo. Dĩ nhiên trên bàn đàm phán, bạn có thể nói mọi thứ và đề cập đến tất cả các cầu thủ. Theo tôi đã có kỳ vọng rất cao về khả năng cậu ấy đến đây, nhưng cuối cùng mọi thứ diễn ra không như ý. Rốt cuộc cậu ấy đã không chốt hợp đồng và đến nửa đỏ thành Manchester. Cuộc sống vẫn tiếp diễn." Bị Ronaldo lật kèo, Man City đã thất bại trong việc chiêu mộ tiền đạo cắm ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Về phía Ronaldo, tuyển thủ Bồ Đào Nha tỏa sáng từ khi tái hợp Man United. Chân sút 36 tuổi đã ghi 3 bàn ở 2 trận cho Quỷ Đỏ từ khi trở lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.